Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Phương Đông TV. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin quân sự mới nhất. Máy bay chiến đấu được gọi là tàng hình của Iran là một con hổ giấy. Thưa quý vị và các bạn, trước những căng thẳng gần đây giữa Mỹ và Iran, kịch bản về một cuộc tập kích trên không từ phía Mỹ là hoàn toàn có thể xảy ra vì đây là cách thức mà Mỹ đã áp dụng với rất nhiều cuộc chiến tranh với các nước đối lập trong những năm gần đây. Với lực lượng không quân hùng hậu, và hiện đại hơn rất nhiều so với Iran, người Mỹ hoàn toàn tự tin rằng sẽ giành chiến thắng trên không. Tuy nhiên, người Iran lại luôn tự hào rằng mình cũng đang có và đang phát triển một dòng máy bay tàng hình thế hệ thứ năm, không thua kém gì so với các cường quốc như là Mỹ, Nga, Trung Quốc và Nhật Bản. Nhưng trên trang thông tin điện tử về quân sự quốc phòng National Interest đã có bài phân tích đánh giá cái gọi là máy bay tàng hình của Iran chỉ là một con hổ giấy. Theo truyền thông Iran, từ năm 2003, nước này đã phát triển một dòng máy bay tàng hình. Nhưng thực tế, đó chỉ là đòn truyền thông, còn thực tế thì chưa có gì làm bằng chứng. Đến năm 2014 mới có thông tin có sức thuyết phục hơn khi chiến đấu cơ mang tên Safa Lahoma được tiết lộ nhưng kết quả nó chỉ là một mô hình làm bằng gỗ. Nói như thế để thấy rằng thông tin về việc Iran đang phát triển một máy bay tàng hình là chưa chính thức và xét trên nhiều mặt để Iran có thể tự phát triển một dòng máy bay tàng hình thế hệ thứ năm là rất khó khăn. Ngành hàng không của Iran đã có những thành tựu đáng kể để tự hào mặc dù phải hoạt động dưới các lệnh trừng phạt nặng nề trong gần 40 năm. Họ đã bảo dưỡng, vận hành tốt để giữ các máy bay chiến đấu F4 Phantom và F14 Tomcat do Mỹ chế tạo hoạt động trong nhiều thập kỷ, bao gồm 9 năm chiến tranh trên không cường độ cao với Iraq. Họ đã tân trang lại những chiếc máy bay chiến đấu F5 Freedom Fighter cũ thành máy bay chiến đấu xa mới hơn và ổn định hơn. Ngoài ra, Họ còn tự chế tạo động cơ phản lực J85 và tạo ra nhiều loại máy bay không người lái có khả năng hoạt động tốt trên thực tế. Tất cả những thành tựu này đều không thể trở thành cơ sở cho việc phát triển một máy bay chiến đấu tàng hình. Nói ví dụ như là nước Nga, nước sở hữu một ngành công nghiệp hàng không quân sự vững mạnh mà còn rất khó khăn khi phát triển chương trình máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 ít nhất là trong thời gian ngắn vì các chi phí và thách thức kỹ thuật đã được chứng minh là rất cao và cũng không dễ để đáp ứng được. Nhiều quốc gia giàu có khác nhau như là Pháp, Đức, Ấn Độ, Nhật Bản và Vương quốc Anh cũng có tham vọng phát triển một dòng máy bay tàng hình thế hệ thứ năm của mình, nhưng cũng chỉ ở giai đoạn đầu và hiện còn mua và sử dụng dòng máy bay tàng hình F-35 của Mỹ. Nhưng Tehran lại khiến cho cả thế giới tin rằng họ đã âm thầm phát triển chính thức máy bay tàng hình của riêng mình vào ngày 2 tháng 2 năm 2013, khi được công bố trong một lễ mà có Tổng thống Ahmadinejad tham dự. Theo hình ảnh được công bố, thì máy bay chiến đấu tàng hình của Iran có tên là IAEO -E QH, người chinh phục Hồi giáo F-313. Nó có hình dáng như một chiếc máy bay lên thẳng nhỏ bé. Nó vẫn giữ được các đặc điểm thiết kế quan trọng của F-5 Freedom Fighter, nhưng đã sử dụng các cấu trúc thân giống như là F-22 Raptor, đôi cánh gợi nhớ đến một chiếc MiG-17 thời kỳ 1950. Tuy nhiên, theo đánh giá của David Senicotti, chuyên gia quân sự của tạp chí hàng không vũ trụ thì chiếc Quy Hơ F313 trông không giống một thứ gì đó thực sự có thể bay được. Để khẳng định điều này, ông đã đưa ra một số lý do sau. Buồng lái quá nhỏ để phù hợp với con người có chiều cao trung bình. Trừ khi người đó là một người lùn, phi công sẽ phải quỳ gối trước mặt anh ta để có thể ngồi trong buồng lái nhỏ và thấp đến như vậy. Tương tự, mũi máy bay quá nhỏ để phù hợp với một Sada. Dụng cụ trong buồng lái khá đơn giản. Một trong những bức tranh mô tả một bảng điều khiển công nghệ tương đối thấp có khả năng được chụp từ máy bay dân sự. Một đồng hồ chỉ là báo tốc độ không khí đạt tối đa 260 hải lý, tức là ít hơn một nửa tốc độ của một máy bay dân sự cận âm. Không có vòi xả khí, vòi phun giúp máy bay phản lực không tự tan chảy khi đốt cháy nguyên liệu để tạo lực đẩy. Hơn nữa, cờ hút phản lực dường như là quá nhỏ. Không có khoang vũ khí. Các máy bay tàng hình thường mang theo vũ khí trong các khoang bên trong để duy trì mặt cắt ngang của radar thấp, nhưng các khoang bên trong hoặc là thậm chí các giá treo cho vũ khí bên ngoài cũng không có. Mới đây thì bằng chứng từ phía Iran đưa ra trông có vẻ thực tế hơn khi mà truyền thông nhà nước Iran đã phát hành một đoạn video được cho là mô tả của một chiếc máy bay QH F-313 đang bay. Nhưng nhìn qua đoạn video đó cho thấy rõ rằng đó là một bản sao của máy bay điều khiển từ xa. Sau sự phản đối kịch liệt của cộng đồng, truyền thông Iran đã làm rõ rằng trên thực tế đây là hai máy bay không người lái thử nghiệm có kích thước khác nhau. Ngoài ra còn có một bức ảnh ấn tượng khác mô tả một quy hờ bay trên phong nền núi dường như đã được tạo thông qua phép thuật của Photoshop. Về cơ bản, quy hờ là một hình mẫu được truyền thông nhà nước Iran đưa ra nhưng lại không thuyết phục được cộng đồng thế giới và dường như nó được thiết kế cho mục đích tuyên truyền. Nhưng truyền thông quốc tế nói đây là một chương trình được thiết kế một cách thiếu chuyên nghiệp và có nhiều lỗ hổng, sai sót thô thiển. Tiếp theo đó, truyền thông Iran tiếp tục đưa tin về vụ việc trước quy hờ 2.0. Trên thực tế, nó có thể bay hay không? Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, thì vào tháng 4 năm 2017, chiếc máy bay được cho là tăng hình của Iran với nguyên mẫu số 88 được diễu hành trước Tổng thống Rouhani và được ghi lại nó có thể di chuyển trên đường băng nhưng người ta không thấy nó cất cánh. Lần này, truyền thông Iran thừa nhận rằng máy bay phản lực vẫn chưa trải qua các cuộc thử nghiệm bay. Máy bay phản lực mới được giới thiệu có buồng lái với kích thước đầy đủ, có thể phù hợp với một phi công. Hai động cơ phản lực có vòi xả để không tự tan chảy và một thác cảm biến hồng ngoại dưới mũi có thể tiện dụng, nhưng có khả năng sẽ làm rối tung radar của nó. Các động cơ phản lực được cho là j 85 một loại do Mỹ chế tạo từ những năm 1950 mà Iran đã tự chế tạo thành công. Quy hơ có sải cánh chỉ 11 m và dài 16 m Tuy nhiên, khung máy bay vẫn có nhiều lỗi với các lỗ hổng khí động học và các điểm nóng phản xạ radar. Nhà phân tích quân sự Garland Dry nhận thấy rằng có một thợ máy người Iran đã khắc sâu và áp suất lốp cho quy hơ là 50 PSI. Để so sánh, lốp xe trên F16 nhẹ cũng lên tới 300 PSI. Điều này cho thấy ngay cả mô hình quy hơ thực tế là quá nhẹ để trở thành một máy bay chiến đấu phản lực thực sự có thể hoạt động. Đáng chú ý, hãng tin FA đã mô tả quy hơ mới là máy bay hậu cần của người Hồi giáo và máy bay chiến đấu hàng nhẹ của quân đội cho mục đích huấn luyện và quân sự. Quy hơ có thể không dành cho các chiến dịch ở tiền tuyến, có lẽ nó có thể phục vụ như một nguyên mẫu hoặc là một phương tiện để kiểm tra. Tuy rằng Iran có thể thiết kế một chiếc máy bay phản lực giống như một phiên bản máy bay tàng hình thế hệ thứ năm trên giấy, hoặc là thậm chí đã có một chiếc máy bay như vậy ra đời với mục đích chỉ đơn thuần là để thử nghiệm và trưng bày. Nhưng để Iran phát triển một dòng máy bay tàng hình thế hệ thứ năm là khá khó khăn và không có căn cứ thực tế. Chắc chắn Iran có lý do để muốn một máy bay chiến đấu tàng hình. Họ lo sợ một cuộc tấn công của Israel hoặc là Mỹ các quốc gia có kho vũ khí hàng đầu trên hành tinh này. Hơn nữa, Iran đang cạnh tranh để thống trị khu vực với nhiều quốc gia Ả Rập được trang bị sao hòa với các máy bay chiến đấu phản lực F-15, F-16, Typhoon và Rafale thế hệ thứ tư và 4,5. Tuy nhiên, cố gắng tự phát triển một máy bay tàng hình có lẽ là giải pháp tốn kém nhất và ít thực tế nhất để giải quyết những thách thức đó. Thực tế đến giờ, chúng ta có thể tham khảo kinh nghiệm của Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga để thấy một chương trình máy bay chiến đấu tàng hình thực sự sẽ đòi hỏi những gì. Và trên thực tế, Iran với những khó khăn trồng chất của mình, từ kinh tế và nhất là về công nghệ máy bay tàng hình, thì dòng máy bay tàng hình mà truyền thông nước này ca ngợi cũng chỉ là bài truyền thông để lên dây cót tinh thần cho quân và dân nước này trước khả năng phải đối đầu với một cuộc tấn công từ trên không của Mỹ và đồng minh. Hoặc có chăng đi nữa thì chương trình phát triển máy bay tàng hình của nhà nước Iran mới chỉ ở dạng ý tưởng trên giấy hoặc là tiến xa hơn cũng chỉ là các nguyên mẫu để thử nghiệm một số kỹ thuật mới phục vụ cho không quân nước này. Còn về trên thực tế, dòng máy bay tàng hình F-313 của Iran chắc chưa có trên thực tế trong những năm tiếp theo. Nếu có, chắc cũng phải từ 5 đến 10 năm sau nó mới chính thức bay được trên bầu trời. Và nếu như vậy, đánh giá của Sebastian Roblin về chương trình phát triển máy bay chiến đấu tàng hình của nhà nước Iran chỉ là con hổ giấy, có nhiều cơ sở để đáng tin cậy. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại Konnichiwa.